định được ba người để chúng ta cần cần biết ơn rồi, thì bước thứ ba là chúng ta hãy lần lượt nói chuyện với từng người. Ví dụ như có người trực tiếp thì tốt, mà không có người trực tiếp thì chúng ta hãy tìm ba bức hình, ba bức ảnh của ba người mà chúng ta biết ơn. Chúng ta nhìn vào từng bức hình một, chúng ta nói lời cảm ơn với từng người. Nói lời cảm ơn với từng người. Nếu như không có bức hình nữa thì chúng ta hãy hình dung tưởng tượng hình ảnh của họ trong tâm trí của mình. Chúng ta nói ra. Rồi tiếp tục bước thứ tư. Bước thứ tư là buổi tối trước khi chúng ta đi ngủ. Chúng ta hãy cầm hòn đá nhiều màu trong tay và nói từ cảm ơn. À, anh chị em chúng ta nếu như mà mình chưa có hòn đá nhiều màu thì mình đi đường hay mình ra đường thì mình bắt đầu ra quyết định là hôm nay tìm thức giúp cho chị nhìn thấy hòn đá nhiều màu. Thì mắt chúng ta nhìn thấy hòn đá nào ở dưới đất mà vừa trong nắm được trong lòng bàn tay của mình, nó không cành đúng không ạ, nó tròn, nó dễ thương, nó chín chắn, mà bản thân mình cảm thấy thích, thì mình cứ nhặt viên đá hòn đá nhiều màu đó lên và mình nói đặt đó là hòn đá nhiều màu. Thì mình cầm hòn đá trong tay và mình nói là cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã đến với mình trong ngày hôm nay. Đúng không? Đó là cái bước thứ tư trước khi đi ngủ chúng ta sẽ cùng làm đấy. Bước thứ tư là anh chị em chúng ta cầm hòn đá nhiều màu lên, nói từ cảm ơn với tất cả những cái điều tốt đẹp nhất đã diễn ra trong ngày hôm nay với mình. Đó là bốn bước mà mỗi ngày chúng ta cần làm. Cái bước số 1 và bước số 4 là từ ngày số 1 đến ngày số 28 là chúng ta liên tục làm. Còn ở cái bước số 2, số 3 thì mỗi nội dung buổi tối chúng ta sẽ có những cái bước làm khác nhau ha. Thế nên anh chị em chúng ta nhớ là với cái phương pháp thực thi nhiệm màu số 12 này thì đây là cách để chúng ta nói lời biết ơn với những người đã giúp cho mình thay đổi được cuộc sống, giúp cho mình thay đổi được cái suy nghĩ của mình. Suy nghĩ chúng ta thay đổi thì cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi theo. Thế nên chúng ta hãy nói biết ơn, cảm ơn nhiều hơn nữa với những người mà đã giúp đỡ cho mình. Rồi, anh chị em chúng ta đã xong cái nội dung này, nếu như chúng ta hiểu rồi, chúng ta thả cho Phương một trái tim nha. Hiểu rồi thì thả cho Phương một trái tim, rõ rồi thì thả cho Phương một trái tim ạ. Rất là tuyệt vời ha, cảm ơn là thì anh chị em mình vừa thả tim vừa cười thật tươi nữa, quá tuyệt vời luôn. Bây giờ chúng ta cùng với Phương mình sẽ đi vào cái nội dung mới trong ngày hôm nay rất là tuyệt vời, đó chính là tiềm thức và của cải vật chất. Nội dung hay không ạ? Chúng ta comment lại nội dung cho Phương nhá, tiềm thức và của cải vật chất có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng tiềm thức của mình, cái suy nghĩ, cái năng lực con người phi thường bên trong của mình để thu hút của cải vật chất đến với mình. Trong tất cả tăng trên trời Anh chị em nào mình chưa tắt tận mic, mình chưa tắt mic cho Phương lao nha. tất cả chờ ta thương Ai hát nữa nhau. vui vậy? Ai hát nữa vui cho cả nhà mình vỗ tay nha, không biết ai hát rất là vui luôn. Tiềm thức hưởng ứng, chúng ta học tiềm thức là cần phải vui vẻ hả, quá tuyệt vời. Chúng ta hát hay quá. Rồi tiềm thức và của cải vật chất, ngày hôm qua thì chúng ta đã đi xong 6 quy luật của vũ trụ rồi ha, trọn vẹn rồi. Một là quy luật tập trung, chúng ta cần tập trung để thu điều may mắn đến với mình, tập trung vào kết quả. Thứ hai là quy luật hấp dẫn, mình giỏi mình hấp dẫn người giỏi, mình yêu thương mình hấp dẫn người yêu thương, mình xinh đẹp mình hấp dẫn người xinh đẹp, đúng không ạ? Mình như thế nào mình hấp dẫn đến với mình là người như thế. Rồi quy luật thứ ba là quy luật trong ngoài,
bên trong tâm trí mình như thế nào thì bên ngoài hình dáng, hình ảnh, cái tướng mình như thế, gốc rễ thì nó tạo nên hoa trái. Cái suy nghĩ của mình tích cực, hân hoan, hạnh phúc thì kết quả bên ngoài của mình luôn luôn phấn khởi, phấn khích, giống như địa chủ được mùa. À, luôn luôn cười là thật là tươi đúng không ạ? Cười tươi thì tiền về. À, cười cứ tươi là tiền về à? À, cười tươi là nguồn lực về. À, rồi, đó là quy luật trong ngoài và tiếp tục là cái quy luật nhất quán. Cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Ngày hôm nay mình làm một cái việc nhỏ, một cái việc dọn nhà cửa của mình đơn giản thôi, nhưng chúng ta dọn nhà với một cái thái độ rất là vui vẻ phấn khởi. Rồi gì ạ? Dọn với một cái phong cách rất là nghiêm túc, chỉnh chu, sạch sẽ, gọn gàng. Thì khi chúng ta kinh doanh cũng thế, chúng ta gặp những cái đối tác kinh doanh, à, đúng không ạ? Những người bạn đến với mình cũng y chang giống như mình cảm thấy càng ngày càng hạnh phúc hơn. Đó là quy luật nhất quán. Rồi tiếp tục là quy luật nhân quả. Thì khi mình gieo nhân nào thì mình gặt quả nấy. Ngày hôm nay mình học về kiến thức tư duy của những người thành công, những người có kết quả rồi thì sao ạ? Mình biết cách mình dọn lên, mình có kết quả và mình chia sẻ, mình trao giá trị đi cho cộng đồng, thì cộng đồng, cả cộng đồng ứng dụng có kết quả thì mình là người hạnh phúc nhất, bởi vì mình nhận nhiều lời cảm ơn nhất, đúng không ạ? Giống như ngày hôm nay Phương vô cùng hạnh phúc, bởi vì cứ mỗi buổi sáng có rất là nhiều anh chị em nhắn tin đến chúc mừng mẹ giàu ngày mới tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an. Ngày hôm nay chúc mừng mẹ giàu càng ngày càng khỏe, càng trẻ, càng xinh, càng đẹp, càng giàu, đúng không ạ? Rất là vui mừng, rất là hạnh phúc luôn, và khoe những cái thành công của mình nữa đó. Và Phương cũng mong muốn chúng ta ứng dụng cái quy luật nhân quả với một cái thái độ rất là nghiêm túc ạ, bởi vì nó chính xác tuyệt đối luôn đấy. Nhân quả mình gieo nhân tốt mình gặt một bầu trời quả ngọt. Tiếp tục là cái quy luật cuối cùng là quy luật số 6, là quy luật cân bằng. Quy luật cân bằng, thực chất của quy luật cân bằng chính là cái quy luật nhân quả cộng với quy luật trong ngoài, đúng không ạ? Nó vũ trụ cho chúng ta 6 quy luật lớn, nhưng ngoài 6 quy luật lớn này ra cho chúng ta vô vàn những quy luật nhỏ nữa, nhưng chỉ cần chúng ta biết để chúng ta ứng dụng hiểu 6 quy luật lớn này thì bản thân của mình từ viên than đã trở thành viên kim cương luôn rồi. Bởi vì chúng ta làm đúng quy luật, chúng ta tự mình gọt giũa mình, tự mình rèn luyện mình, không có ai rèn luyện mình ngoài ngoài trừ chính bản thân mình, đúng không ạ? Chúng ta đứng trước một cái môi trường vô cùng chưa được tích cực, nhưng mình tự khắc phục, mình tự rèn luyện thì mình là người tích cực, đúng không ạ? Mình đứng trước một cái xã hội có nhiều cái biến cố, có nhiều cái thách thức, nền kinh tế biến đổi, ai cũng chao đảo, nhưng bản thân mình là người tự mình tự mình tự mình làm mạnh mình, tự mình gì ạ, tạo cho mình thế mạnh, tạo cho mình năng lực, không ai giúp cho mình điều đó cả, chính bản thân mình. Cho nên 6 quy luật bất biến của vũ trụ thì chúng ta am tường am hiểu càng nhiều càng sâu càng lâu thì chúng ta ứng dụng càng tốt, cuộc sống của mình càng ngày càng giàu. Lý do vì sao Phương nói là Phương có một cái công việc kinh doanh mà càng ra càng giàu, bởi vì sao? Bởi vì chính bản thân Phương là người rất là am tường về quy luật tâm thức của mình này. Phương biết được cách thức để vận hành con người của mình, đúng không ạ? Làm chủ được cái tâm thân trí của mình. Phương biết được cả quy luật vận hành của vũ trụ. Phương biết được, nắm bắt được cái tâm lý của tất cả những người bạn, những mối quan hệ, những cộng sự, những cái mối quan hệ xung quanh mình. Phương điều chỉnh được chính bản thân của mình để gì ạ? Để phù hợp với tất cả mọi môi trường. Giống như gì ạ, mình đọc trong sách kinh doanh thì mình biết được là con tắc kè hóa đấy, đúng không ạ? Tắc kè hóa đấy, nó biến đổi với tất cả các môi trường, phù hợp với tất cả các môi trường luôn. Vậy để làm được điều đó thì chúng ta cần phải có cả một quá trình để rèn luyện và rèn giũa. Phương đã rèn luyện 4 năm rồi. Ngày xưa Phương ngủ một ngày 8 giờ đồng hồ, 10 giờ đồng hồ, 12 giờ đồng hồ. Nhưng ngày hôm nay đến 4 năm qua Phương chỉ rèn luyện mình ngủ có 4 giờ đồng hồ thôi, 5 giờ đồng hồ thôi. 5 giờ là nhiều nhất rồi. Buổi tối thường ngày xưa mình ngủ 10 giờ là đi ngủ rồi, tắt đèn đi ngủ rồi. Gà gáy, mặc kệ gà gáy, đúng không ạ? Vẫn cứ ngủ, báo thức vẫn cứ ngủ. Nhưng ngày hôm nay làm việc, học tập đến 1 giờ, đúng không ạ? Đến 5 giờ sáng, 4 rưỡi là Phương đã dậy rồi. Vậy để gửi đường link cho toàn thể anh chị em mình. Thế nên ngày hôm nay Phương tích lũy được nhiều thời gian
Thì ngày trong tương lai vẫn có rất là nhiều thời gian. Ngày nay mình tích lũy nhiều kiến thức, nhiều tư duy, nhiều người bạn chất lượng, thì trong tương lai chúng ta có nhiều tư duy, nhiều nhiều kiến thức chất lượng, đúng không ạ? Đó, thế nên là tất cả mọi sự đầu tư đều có lời có lãi, và sự đầu tư có lời có lãi nhất đó là đầu tư cho trí tuệ của mình, cho não bộ của mình. Thế nên chúng ta cùng nhau chúc mừng bản thân chúng ta nha. Tôi là người thành công rồi, chúng ta comment cho Phương nha. Tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Tự mình ám thì mình. Tất cả chúng ta đều comment nha. Tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Lúc đầu chúng ta nói cái tư duy này chúng ta ngại lắm, chúng ta chưa gì nói đâu, đúng không ạ? Chúng ta từ từ xấu hổ với chính bản thân mình là kìa. Nhưng mà không sao cả, tất cả đều là quá trình rèn luyện. Chúng ta cứ nói đi ạ, nói một cách thoải mái đi. Ai cười thì kỳ họ á, họ cười tôi vì tôi không giống họ, và tôi cười họ vì họ quá giống nhau. Thế thôi, quan trọng là kết quả của mình là gì. Kết quả của mình là con số nhảy về tài khoản. Kết quả của mình là gia đình hạnh phúc, con cái thông minh thiên tài. Kết quả của mình là cả mối quan hệ chất lượng vây quanh cuộc sống của mình. Thế thôi. Còn ngoài ra mọi cái thứ mà không liên quan đến cuộc đời của mình thì mình không cần quan tâm ha. Rồi, như vậy thì chúng ta cùng với Phương mình đi vào cái nội dung mà tiềm thức và của cải vật chất. Tiềm thức và của cải vật chất. Vậy thì mỗi anh chị em chúng ta tiềm thức sẽ giúp cho mình có được một con số khác nhau ha, mỗi cái tài sản khác nhau, mỗi sức khỏe khác nhau, mỗi kết quả khác nhau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cùng có chung một công thức để giúp cho mình có được cái của cải vật chất đến với mình so với hiện tại nó cao hơn. Ví dụ hiện tại bây giờ chúng ta có thu nhập là 10 triệu thì mình học, mình có kiến thức, mình có công thức thì thu nhập của mình tăng lên 15 triệu, lên 20 triệu, và cứ từng bước chúng ta nâng dần lên. Vậy thì việc làm đầu tiên để cho anh chị em chúng ta thu hút cái tiềm tiềm thức để tiềm thức của mình thu hút đến cho mình của cải và vật chất là việc đầu tiên chúng ta rất là đơn giản. Đó là ăn mừng. Ăn mừng thành công với người khác. Ăn mừng thành công với người khác. Chúng ta thấy việc làm dễ không ạ? Quá là dễ luôn à. Nhưng chúng ta suy nghĩ lại xem thử. Nếu như chúng ta chưa vào môi trường học, chúng ta chưa nghe những kiến thức này, thì mình thường ăn mừng thành công của mình thôi, đúng không ạ? Đúng không cả nhà? Thì nếu như đúng, chúng ta thả cho Phương một trái tim. Mình thường có một cái tư duy là ăn mừng thành công của mình thôi. Thành công của mình mới vui mừng, mình mới phấn khởi và mình mới ăn mừng. Và việc ăn mừng với thành công tiếp theo ngoài trừ mình đó là người thân bạn bè mình, đúng không ạ? Người thân và những người bạn của mình thôi. Còn ví dụ những người xa lạ ở ngoài, chúng ta nghe họ có những thành công thì đâu đó chúng ta ghen tị, chúng ta đố kỵ, đúng không ạ? Nhưng từ khi mình học, trong những cái tư duy giúp cho mình có kết quả lớn hơn, đó là chúng ta cần phải ăn mừng thành công với người khác. Người khác ở đây có thể là những cái người mà chúng ta không hề quen biết, nhưng chúng ta nghe thấy, chúng ta nhìn thấy họ có những thành công là chúng ta cần phải ăn mừng. Bởi vì cái bản chất của việc ăn mừng thành công của người khác là tiềm thức của chúng ta không phân biệt được đâu. Không phân biệt đó là của bạn hay đó là của Phương hay đó là của người xa lạ đâu. Mà mình là người đang chúc mừng thì mình là người đang đang giao tiếp, đang nói chuyện với tiềm thức của mình. Và chính thời điểm mình ăn mừng là lúc mình đang gieo vào tầng tiềm thức của mình, vào cái mảnh đất màu mỡ bên trong tâm trí của mình, một cái hạt mầm của sự thành công. Hạt mầm của sự thành công. Thế nên là gì ạ? Có nhiều người mà chúng ta không ăn mừng thành công với người khác ấy, mà chúng ta phát ra một cái tần số suy nghĩ là
đố kỵ. Đấy, người đó mà có những cái thành công như thế không tin được. Thành công đó là gì? Do này do kia, tôi thử thử để an toàn. Thành công đó là do tiền bạc, rồi do tình cảm, rồi do này do kia, vân vân và vân vân ạ. Thì chính cái suy nghĩ đó đã vô tình gieo vào tiềm thức của mình cũng một hạt mầm. Hạt mầm đó không phải là hạt mầm giúp cho mình thành công, mà hạt mầm đó giúp cho mình khóa khóa cánh cổng để mình đón nhận thành công đến của mình. Bởi vì tiềm thức của chúng ta có phân biệt được hạt mầm xấu hay hạt mầm tốt đâu. Hạt mầm là suy nghĩ, hạt mầm là hành động, hạt mầm là lời nói. Vậy thì những cái suy nghĩ, những cái lời nói của mình như thế nào thì tiềm thức của mình là người đón nhận tất cả và thu hút tất cả những cái dữ liệu hoàn cảnh bên ngoài đến cho mình, tạo kết quả giống như cái suy nghĩ của mình. Cho nên ngày hôm nay để mình thu hút của cải vật chất hay là sức khỏe hay mối quan hệ hay hạnh phúc gia đình, nói chung là tất cả những cái kết quả trong cuộc sống của mình mong muốn có được ấy, thì ngày hôm nay việc đầu tiên rất là đơn giản. Anh chị em chúng ta nhớ là ăn mừng thành công với người khác. Khi người khác có thành công, chúng ta cần phải ăn mừng ngay, ăn mừng với một cái thái độ hân hoan cởi mở và cứ nghĩ đó là thành công của mình, thành công đó là thành công của mình, và cái cảm xúc là phải cảm xúc thật sự, mình phải chúc mừng chúc phúc thật sự, thì tiềm thức của mình mới bắt được cái cảm xúc đó. Vì tiềm thức của chúng ta là nơi cư ngụ của thói quen. Ngày hôm nay mình có thói quen mình ăn mừng thành công của mọi người, thì tiềm thức của mình hiểu là gì ạ? Chủ nhân rất là thích cái thành công này, chủ nhân rất thích cái cảm xúc cảm giác này, cho nên cứ tìm kiếm những cái cảm xúc cảm giác đó để về cho chủ nhân mà thôi. Tiềm thức của mình rất là nuông chiều chủ nhân mà, và cho mình với một cái công thức là cho và cho thêm, công thức cho và cho thêm và cấp số nhân lên nữa. Thế nên là chúng ta cần phải ăn mừng thành công của mình và của người khác, được không ạ? Còn việc ghen tị hay gato tô hay ích kỷ với người khác thì đừng bao giờ chúng ta nuôi dưỡng cái suy nghĩ đó trong tâm trí nữa. Chúng ta có gốc rễ cũ như thế thì chúng ta hãy loại bỏ đi, loại bỏ ra, đúng không ạ? Chôn vùi nó thật là sâu trên những cái thành công của mọi người, để giúp cho cái con người cũ bên trong của mình, giúp cho cái niềm tin cũ, thói quen cũ bên trong của mình nó phải chôn vùi sâu ở phía dưới dưới đáy của cái sự thành công kìa, đúng không ạ? Bởi vì mọi việc đến để giúp cho mình thành công hơn, thế nên những cái điều đó đến bây giờ ngày hôm nay mình biết rồi, mình điều chỉnh lại thôi, đúng không ạ? Mình điều chỉnh và mình bắt đầu tái thiết lập vào đó cái thói quen mới. Ngày hôm nay Phương nhìn thấy thành công của anh chị em chúng ta, Phương rất là vui mừng. Anh chị em chúng ta thấy thành công của Phương, anh chị em chúng ta cũng rất là vui mừng. Thế nên lý do vì sao chúng ta vào Zoom, chúng ta cần phải comment những thành công của mình đấy, đúng không ạ? Và đọc comment thành công thì chúng ta sẽ làm vào cuối chương trình trong cái quy trình đặt hàng vũ trụ. Đặt hàng vũ trụ đó là một trong những cái quy trình nó cũng rất là quan trọng để giúp cho chúng ta kích hoạt tất cả những cái neuron thần kinh của mình để mình thu hút thành công và kích hoạt tất cả những tần số năng lượng cảm xúc, những cái rung động của tần số năng lượng cảm xúc, năng lượng của sự thành công, năng lượng của lòng biết ơn vào cái thời điểm sạch nhất, cái thời điểm đêm khuya đấy là thời điểm sạch nhất, thời khắc mạnh nhất để cho mình gì ạ? Gửi cái mong muốn của mình lên vũ trụ để vũ trụ gửi cái nguồn lực về cho mình. Thế nên chúng ta sẽ làm cái quy trình đó vào cuối buổi dung này. Anh chị em chúng ta nhớ tí nữa chúng ta Phương chia sẻ thì chúng ta cứ nhanh chóng mình comment ở cùng chat những thành công của mình trong ngày hôm nay nha, ít nhất là 5 thành công. Đó là một cái tư duy đầu tiên, chúng ta cần phải ăn mừng với thành công của người khác. Thì bác tiện bác gì ạ, Joseph Murphy có cho chúng ta một câu nói rất là cảm xúc đó. Bác nói là tuyệt chưa kìa, tuyệt chưa kìa, tuyệt chưa kìa. Chúng ta ghi câu nói này và nói thuộc luôn để khi chúng ta nhìn thấy thành công thì chúng ta nói ha. Tuyệt chưa kìa, mình thấy vui trước sự thành công của cô ấy, của anh ấy. Rất là cảm xúc là nói câu nói này ra, con cảm thấy rất là thích. Tuyệt chưa kìa, mình cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, rất hạnh phúc trước sự thành công, được thành công,
Được thành công của cô ấy, anh ấy, hoặc là chị ấy, vân vân à. Mình ước cho cô ấy, anh ấy, chị ấy càng ngày càng, càng ngày càng thành công hơn nữa. À, chúng ta thấy ở trong này có một cái cụm từ càng ngày càng này. Đó, đây đây chính là cái cụm từ giúp cho mình có cái sự thành công càng ngày càng nhiều hơn. Mọi việc đến với mình càng ngày càng tốt hơn. Thế nên là khi mà chúng ta nói được cái câu nói này ra bằng chính cả trái tim của mình thì cái tình yêu thương của chúng ta cực kỳ lớn. Và tình yêu thương lớn thì lòng biết ơn lớn. Lòng biết ơn lớn thì chúng ta thu phép màu đến với mình càng dễ. Nguồn lực đến với mình càng nhiều. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy thành công của mình, của bạn mình, của người lạ, ha, ra đường chúng ta nhìn thấy có một chiếc xe ô tô thật là đẹp, chúng ta chúc phúc cho người đã có chiếc xe ô tô đó, ha. Chúng ta ngưỡng mộ họ bởi vì họ có tiền, mà họ có tiền họ mua được chiếc xe ô tô bởi vì sao? Họ giỏi thì họ mới có tiền, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy một cái căn nhà đẹp, một căn biệt thự đẹp, chúng ta cũng xin chúc mừng cho họ. Đúng không? Tuyệt trước kia mình thấy vui trước sự thành công của cô ấy, của anh ấy, và mình chúc cho cô ấy, anh ấy càng ngày càng thành công hơn nữa, càng ngày càng giàu có hơn nữa, càng ngày càng khỏe mạnh hơn nữa, đúng không ạ? Đó là cái câu nói để giúp cho mình có cảm xúc nuôi dưỡng, mình cài đặt cái cảm xúc này vào tầng tiềm thức của mình, và càng cảm xúc thì tiềm thức chúng ta ghi nhận càng nhanh. Rồi. Tư duy thứ hai. Chúng ta hãy truyền ý niệm giàu có vào mỗi buổi sáng sớm. Truyền ý niệm giàu có vào mỗi sáng sớm. Chúng ta nhớ cái cụm từ là giàu có này ha. Giàu có này là giàu có về tất cả mọi thứ này, không phải riêng gì về của cải vật chất đâu ạ, mà giàu có về sức khỏe, mối quan hệ, giàu có về hạnh phúc gia đình. Tất cả mọi cái sự giàu có trong cuộc sống mà mình mong muốn đạt được thì nó nằm trong một cái cụm từ trọn vẹn này. Và cái cụm từ này là cụm từ mà Phương đang sử dụng một cái phương pháp kỹ thuật, đó là kỹ thuật bao đun. Bao đun đó là một cái phương pháp khoa học để giúp cho anh chị em chúng ta tóm gọn những cái điều chúng ta mong muốn trong một cái cụm từ ngắn gọn thôi. Bởi vì tiềm thức của chúng ta chỉ có bắt từ khóa, hiểu từ khóa và nhớ từ khóa, cho nên tất cả những cái điều chúng ta mong muốn nó nằm trong cụm từ giàu có luôn rồi. Thế thì chúng ta chỉ cần một buổi sáng thức dậy, chúng ta hãy truyền vào tầng tiềm thức của mình ý niệm của sự giàu có. Thì tiềm thức của mình sẽ nương theo cái ý niệm đó, trù theo cái niềm tin đó để giúp cho mình có được sự thành công, an lành, phát đạt, thu hút đến cho chúng ta những cái hoàn cảnh hữu ý bên ngoài để giúp cho mình càng ngày càng thành công hơn nữa. Chúng ta đọc cái chương sách số 15, hạnh phúc. Chương số 15 là tiềm thức và hạnh phúc. Trong quyển sách sức mạnh tiềm thức, bác Joseph Murphy chia sẻ cho chúng ta rất là kỹ. Rất là kỹ luôn. Mỗi ngày chúng ta chỉ có truyền ý niệm vào tiềm thức của chúng ta vào một buổi sáng sớm, có thể là giàu có, hoặc có thể là chúng ta nói là tôi giàu có, tôi thành công, hoặc tôi thành công, tôi giàu có. Cứ thế là đọc thôi, đúng không? Giống như chúng ta đi ra đường, chúng ta cứ đọc là đi đường đèn xanh thông thoáng đảm bảo an toàn, đi đường đèn xanh thông thoáng đảm bảo an toàn đó, đúng không? Ví dụ như vợ chồng của chúng ta chưa được hòa hợp, đang còn bất đồng trong cái suy nghĩ, thì trong cái quan điểm thì chúng ta hòa hợp mình, tên của mình và tên chồng cứ đọc hòa hợp, đọc liên tục như thế thì hòa hợp rất là nhanh luôn. Đó chính là cái bí kíp ha. Rồi. Thứ ba.
Tư duy thứ ba là chúng ta hãy loại bỏ sự tác động của người khác. Loại bỏ sự tác động của người khác. Người khác đó, người khác ở đây có thể là gia đình mình này, bạn bè, đồng nghiệp đó. Rồi hàng xóm láng giềng vân vân. Nói chung là tất cả những cái yếu tố, những cái tác nhân từ bên ngoài. Lý do vì sao chúng ta cần phải loại bỏ? Bởi vì tiềm thức của mình là nơi cư ngụ của thói quen, và thói quen của chúng ta là gì ạ? Là tính cách của mình luôn rồi. Thói quen là tính cách, đúng không ạ? Tính cách của mình ngày hôm nay như thế nào là mình biết rồi. Do gì ạ? Do ngày xưa chúng ta được hình thành từ lời nói, từ khuôn mẫu, từ trải nghiệm, từ những cái lời nói của bố mẹ, ông bà, thầy cô, bạn bè, à, đeo vào từng tiềm thức của chúng ta những cái hệ thống niềm tin rất là tốt, là con phải là người gì ạ, thông minh, con là người tài giỏi, à, con là người hiếu thảo thì rất là tốt rồi. Nhưng đâu đó có những cái niềm tin, tư duy cũ, tư duy chưa được chuẩn để ngày hôm nay chúng ta có sự thành công đấy. Thì có thể nói đến nhà mình nghèo lắm, à, nhà mình hết tiền rồi, xin tiền thì nói nhà mình hết tiền rồi, nhà mình còn nợ nhiều lắm, bố mẹ còn nợ, bố mẹ làm rất là vất vả nhưng mà có tiền đâu, con phải học giỏi đi để mà làm việc, nếu như mà học dốt là không có tiền đâu đó, đúng không ạ? Đó là những cái tư duy cũ thì nó tự nhiên nó hình thành nên cái hệ thống niềm tin bên trong tâm trí của mình. Thì chính những cái hệ thống niềm tin đó làm cho mình mà chưa có cái kết quả tốt được. Và nên ngày hôm nay mình cần phải loại bỏ đi cái gì mà chưa hỗ trợ cho cái sự thành công, hạnh phúc, giàu có của mình, thì mình cần phải loại. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta học Zoom thì chúng ta học những kiến thức trong sách, và thường những kiến thức trong sách thì được những người thành công ứng dụng có kết quả rồi chia sẻ cho mình, và sách là có nhà xuất bản kiểm chứng và tổng hợp đã in thành sách rất là chính xác tuyệt đối rồi. Và thường mình đọc sách là những quyển sách mà chính từ tay những triệu phú, những thiên tài, những tỷ phú, những nhà khoa học viết cho mình ha. Thế nên là đâu đó mình là người đọc sách thì mình hiểu, nhưng ví dụ như bố mẹ mình này, ông bà mình này, bạn bè của mình, chồng vợ của mình chưa đọc, thế nên là chưa hiểu, cứ nghĩ là mình đọc sách vớ vẩn, đúng không ạ? Mình toàn là nghe những cái chuyện vớ vẩn đó. Thế thì những cái câu nói đó có thể là chúng ta gì ạ, chúng ta bị mất cái tinh thần để chúng ta tham gia tiếp phùng dung, chúng ta tham gia tiếp cái việc học tập của mình, làm cho chúng ta cứ từng ngày một tác động liên tục như thế, thì mình không có động lực nữa để mình đọc sách, mình cũng không có động lực để mình cập nhật thông tin kiến thức nữa, thì bản thân mình là người bị tụt hậu, đúng không? Bản thân mình là người không có kiến thức thì mình là người tụt hậu, cho nên tụt hậu thì nền kinh tế bỏ xa mình, bỏ rơi mình luôn. Cho nên là tất cả những cái yếu tố từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến cái việc của mình, là học tập, là phát triển bản thân, là xây dựng gia đình hạnh phúc, là nuôi dạy con cái thông minh thiên tài, là gì, là vợ chồng có sức khỏe, bố mẹ có sức khỏe, thì tất cả những cái yếu tố mà không giúp cho mình có được những cái điều đó thì mình hãy loại bỏ ra tạm thời. Khi chúng ta chưa mạnh thì chúng ta hãy gác bỏ sang một bên, nếu như những cái mối quan hệ mà ảnh hưởng đến mình rất là nhiều thì tạm thời chúng ta hãy gác bỏ sang một bên, đúng không ạ? Chúng ta tạm thời khoan đã nói chuyện, chúng ta tạm thời tập trung vào cái điều của mình muốn như đã. Khi mình mạnh lên rồi, mình là người cân đối được, cân cân bằng được tất cả mọi cái trạng thái cảm xúc, thì lúc đó mình tiếp tục nói chuyện, tiếp tục làm việc ha. Còn hiện tại bây giờ chúng ta đang quá trình rèn luyện, vẫn luyện chính cái tâm thức của mình chưa mạnh được đâu. Có ai đó nói cho mình vài câu ngôn từ mạnh là ngay lập tức có thể mình tự ái, có thể là mình gì ạ, mình mất niềm tin, à, có thể là gì ạ? Những cái trang thông tin ở bên ngoài, những cái đường link nói xấu về môi trường, về câu lạc bộ, về nhóm đọc sách, về những người bạn đang còn đọc sách, đó là những cái điều chưa được tốt đó, thì nói tốt hơn nữa thì chúng ta cũng không thể trở thành người tốt hơn nữa. Hiện tại bây giờ chúng ta là người tốt rồi,
Nếu như có ai đó nói cho nói bạn là người tốt thì chúng ta cũng không thể nào tốt hơn nữa. Còn nếu như hiện tại bây giờ có người nào đó nói chúng ta xấu thì chúng ta cũng không thể xấu đi được. Xấu hay tốt là do chính bản thân mình này, không phải là do người ngoài, đúng không ạ? Cho nên là tất cả những cái yếu tố từ bên ngoài tác động vào là gì ạ? Mình phải là một cỗ xe tăng, giống như những cái tác động, giống như những cái bong bóng, những cái bong bóng nước tán vào cỗ xe tăng mà thôi. Ném vào cỗ xe tăng thì chỉ có bong bóng bị nổ vỡ thôi, còn cỗ xe tăng thì nó vẫn sừng sững như thế, đúng không ạ? Cho nên mình cần phải nỗ lực, mình cần phải kiên trì, mình cần phải là gì ạ? À, cần phải rèn luyện chính bản thân mình để trở thành một người mạnh thì mình mới hút đến với mình những người mạnh. Còn những cái người xấu, những cái người mà không tích cực ấy, nó đến với mình là nó sẽ bị loại bỏ ngay, bị dồi ngay, bị loại ngay lập tức, đúng không ạ? Thế nên là cái yếu tố loại bỏ sự tác động của người khác thì chúng ta cần phải liên tục nuôi dưỡng và rèn luyện, bởi vì cả ngày làm việc của chúng ta thì phải gặp, phải kết giao, phải nói chuyện với rất là nhiều người. Thế nên là mỗi người mỗi cái trường năng lượng khác nhau, mỗi cái suy nghĩ khác nhau. Cho nên đâu đó chúng ta bị năng lượng đồng hóa rất là nhiều. Cho nên chúng ta cần phải có phương pháp. Buổi sáng chúng ta phải vào dùng đọc sách để mình trang bị cho mình một cái trường năng lượng tốt nhất để mình làm việc trong ngày. Buổi tối chúng ta vào dùng liền để chúng ta làm gì, để chúng ta cân bằng lại, loại bỏ đi những cái niềm tin, loại bỏ đi những cái năng lượng chưa được tích cực trong ngày, chúng ta bị đồng hóa. Đồng hóa khi chúng ta làm việc, khi chúng ta nói chuyện đấy. Đi làm mà không thể không nói chuyện với những người bạn không tích cực được, đúng không ạ? Chúng ta cần phải nói chuyện. Thế nên chúng ta loại bỏ ngay. À, và đặc biệt những anh chị em đã rất là may mắn có mặt trong cái chương trình nhóm rèn luyện và đồng hành khám phá bí mật của sự giàu có vào chương trình buổi trưa đấy, thì chúng ta rất là may mắn. Sáng trưa tối chúng ta hạ ba thời điểm rất là quan trọng, chúng ta được cân bằng lại chính bản thân mình, chúng ta đang được sạc pin lại, sạc năng lượng lại 100%, thì cho dù xã hội, nền kinh tế, người bạn, người mối quan hệ công việc chúng ta tạm chúng ta như thế nào, làm chúng ta chao đảo như thế nào, thì chúng ta vẫn cân bằng được trạng thái cảm xúc, chúng ta vẫn làm chủ được cái tâm thân trí của mình không bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Đó là cái yếu tố thứ ba. À, chúng ta cần phải lưu ý để cho chính bản thân mình thu hút được của cải vật chất để mình dễ hơn à, và thu hút nhiều thứ nữa, không phải của cải vật chất riêng đâu. Nhưng bởi vì trong chu kỳ 30 ngày này Phương đang ưu tiên để cho anh chị em chúng ta thu hút cái nguồn lực cho mình chinh phục cái mục tiêu lợi nhuận 30 ngày của mình đấy, cái thu nhập 30 ngày của mình. Thế nên Phương chỉ nói tập trung nói về cái tài chính, nói về cái số tiền ha. À, anh chị em chúng ta hiểu rộng hơn. À, ngầm hiểu đó chính là tất cả mọi cái mục tiêu trong cuộc sống của mình. Rồi thứ tư là cái yếu tố tại sao tôi đã khẳng định liên tục nhưng vẫn chưa thành công. Đây là một cái câu hỏi, cũng là một cái trường hợp mà chúng ta cần phải giải đáp luôn hả. Tại sao tôi đã khẳng định khẳng định liên tục ở đây tức là tôi là người thành công, tôi là người giàu có đấy, liên tục nhưng chưa thành công. Cái lý do này nó nằm ở ở gì ạ? Lý do này nó khác với cái thứ ba. Cái thứ ba là tác động từ bên ngoài, mà cái thứ tư này là nó chính là gì ạ? Sự ảnh hưởng tác động từ bên trong. À, chúng ta thấy không ạ? Từ bên trong của mình, cái niềm tin của mình là mình không tin mình không tin mình, không tin mình là người giỏi, không tin mình là tài, không tin mình là có kho báu bên trong, không tin mình thành công. À, mình không tin bản thân mình sợ, đúng không ạ? Mình sợ mọi người chê cười nếu như mình nói tôi là người thành công, mình sợ mọi người nói mày ảo tưởng, đúng không ạ? Đó, những cái nỗi sợ chính cái tác động bên trong này, cho nên là chúng ta không nhất quán được cái suy nghĩ với cái hành động của mình. Mình suy nghĩ là mình sao ạ, mình thành công, mình phải thành công, mình bắt buộc phải thành công. Những cái hành động của mình là gì ạ? Hành động của mình là không dám hành động. Mình biết được rằng là mình đọc sách là mình có kiến thức, nhưng mà chồng của mình, vợ của mình, bố mẹ mình, con cái của mình
Nói mình là mẹ toàn mơ hồ ảo tưởng, đọc sách mà thành công chắc ai cũng đọc sách thành công rồi. À, thành công chỉ có kinh doanh mà thôi. Lúc đó chúng ta sợ, chúng ta lo lắng. Thế là cái nỗi lo lắng đó, cái nỗi niềm đó, cái niềm tin đó, tiềm thức của mình thực thi theo. Cho nên là cho dù mình tuyên bố cả hàng trăm, cả hàng ngàn lần đi chăng nữa, nhưng chúng ta vẫn không có kết quả gì. Đó, và đa chỉ phủ đô la TH Baker có nói cho chúng ta một câu nói rất là hay ha. Đó chính là tất cả mọi mục tiêu của bạn đều trở thành hiện thực nếu như những cái mục tiêu đó nó nằm trong tầng tiềm thức của bạn, chứ nó không phải nằm ở cái lời nói bạn nói là bạn muốn. Đó, chúng ta thấy không ạ? Tất cả những cái điều mà chúng ta muốn, mục tiêu của chúng ta nó cần phải nằm ở trong tâm trí của mình thì nó mới trở thành hiện thực. Chứ nó chỉ có nằm ở lời nói là mình nói mình muốn, mình nói mình muốn thành công, mình nói mình muốn có nhiều tiền, mình nói là mình muốn hạnh phúc, mình muốn có tất cả mối quan hệ chất lượng. Mình nói liên tục như thế cả hàng ngàn năm, chắc là đến một vị năm sau chúng ta vẫn không có kết quả gì, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta cần phải nhất quán trong tâm trí của mình nói điều gì thì hành động của mình phải y chang như thế. Và gì ạ? Mình phải từ chính bản thân mình khẳng định, mình tự nỗ lực, mình tự tuyên bố là mình là người làm được, mình là người thành công, đúng không ạ? Thì lúc đó thì chúng ta mới có kết quả. Ví dụ như ngày hôm nay mình nói là tôi ứng dụng cái bộ công thức này đạt được cái mục tiêu lợi nhuận 20 triệu một tháng, mặc dù hiện tại bây giờ mình mới có 15 triệu thôi, nhưng mình khẳng định là mình tháng này mình có lợi nhuận là 20 triệu, chắc chắn là mình có 20 triệu luôn rồi. Mình nhìn thấy con số tiền 20 triệu về tài khoản của mình rồi, ngày đêm mình lặp đi lặp lại, mình nhìn thấy kết quả đó rồi, thì bằng một cái nguồn lực dễ dàng nhất, tiềm thức cho mình về, có thể chồng mình cho mình tiền, con mình cho mình tiền, bố mẹ mình cho mình tiền, ai đó trả thu nhập cho mình, đúng không ạ? Ai đó tặng quà cho mình, tự nhiên một cách rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng, đó là chúng ta đạt được mục tiêu, đúng không ạ? Đó chính là cái yếu tố thứ tư để cho chúng ta cái lời khẳng định của mình có kết quả đấy, thì chúng ta cần phải nói thật với lòng mình, đúng không ạ? Sợ thì nói là sợ để chúng ta có cái biện pháp mình giải quyết cái nỗi sợ, còn nếu như đã không sợ mình phải khẳng định liên tục, quả quyết với cái điều mình muốn, đến như thế thì mình mới đạt được. Rồi tiếp tục là Phương xóa cái bảng này nha, và mình đi tiếp tục là cái yếu tố thứ năm, thứ năm và thứ sáu nữa là xong à. Thứ năm, an toàn về tài chính. An toàn về tài chính, và tài chính thì có nghĩa là an toàn về tiền của mình và tài sản của mình đấy, đúng không? Những cái đồng tiền mình kiếm ra được mình cần phải giữ được nó, cần phải bảo vệ nó. Nếu như mình không giữ được, mình không bảo vệ được, mình không trân quý được thì nó sẽ đi, đúng không ạ? Thế nên là cái an toàn về tài chính này thì là do mình quyết định, do mình quyết định. Có rất là nhiều người đổ lỗi cho do thị trường, do thị trường. Ngày hôm nay tôi kinh doanh thua lỗ phá sản là do thị trường, đúng không ạ? Do thị trường, do nền kinh tế, do dịch, mà quên đi cái kết quả bên ngoài là do cái nhân bên trong, cái suy nghĩ, cái góc rễ của mình. Ở đây ngày hôm nay mình biết được là lý do vì sao mình mất tiền, lý do vì sao mình làm ra rất là nhiều tiền nhưng bây giờ hiện tại chúng ta không có tiền, mình muốn làm một cái việc gì đó cũng không có tiền, chưa có tiền, tiền đang trên đường đến với mình, lý do là do mình, đúng không ạ? Đó thì mình cần phải làm gì? Chúng ta cần phải thứ nhất là mình cần phải gia tăng giá trị của mình lên, gia tăng giá trị nội tại của mình, nội tại bằng cách là suy nghĩ lớn lên, thoáng lên, suy nghĩ lớn thoáng lên, đúng không ạ? Đừng tập trung vào kết quả, đừng có tập trung vào vấn đề giải pháp nữa, mà hãy tập trung vào kết quả. Thứ hai là gì? Thứ hai là học cách quản lý chi tiêu tốt vào,
À, quản lý chi tiêu. Mình phải cần phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Một đồng mình kiếm ra mình cũng phải biết trân quý, đúng không ạ? Thứ ba nữa là gì ạ? Biết ơn. Biết ơn tất cả số tiền mình đang có, đã có và đang trên đường đến. Mình đã có, đang có, đã có, đang có. Mình khi mình có được tất cả những điều này rồi thì gì ạ? Mình đầu tư khôn ngoan. Đầu tư khôn ngoan. Đầu tư khôn ngoan thì chúng ta học đọc quyển sách sức mạnh, à, đọc quyển Người giàu nhất thành Babylon vào một buổi sáng. Đang đọc đúng không ạ? Sắp tới chúng ta đọc cái quyển Bí mật tư duy triệu phú nữa thì quá là giá trị cho cái công việc của mình luôn. Thế nên là an toàn về tài chính, bây giờ chúng ta đầu tư vào cái bên trong của mình thì chúng ta giữ được tiền, chúng ta phát triển được tiền, chúng ta gì ạ? À, gì ạ? Thu được tiền. Đó, giữ được tiền này. Cái chúng ta sẽ gì ạ? Thu giữ giữ tiền, phát triển tiền, phát triển tiền, đúng không ạ? Rồi thu hút nữa, thu hút tiền. Đó, nếu như chúng ta tập trung vào cái thế giới bên trong của mình thì mình sẽ làm được những cái điều này, và cái tài chính của cái vật chất của mình nó ở với mình rất là tuyệt vời. Tiếp theo là ở cái chỗ này thêm một cái điểm nữa này, một cái điểm đầu tiên này nha anh chị em, chúng ta ghi cái điểm đầu tiên là niềm tin. Cái niềm tin này nó quá quan trọng luôn. Niềm tin, niềm tin thì niềm tin về mình này, về tiền này, đó, về người giàu này. Chúng ta thêm vào, chúng ta sẽ từng bước mình đọc sách nữa mình sẽ ngủ ra nhiều hơn ạ. Rồi yếu tố cuối cùng là thứ sáu là chúng ta cần phải xác tín với tiềm thức. Xác tín với tiềm thức. Xác tín với tiềm thức. Xác tín với tiềm thức có nghĩa là chúng ta cần phải tin tưởng, tin tưởng với tiềm thức là 100%. Mình thành công trong tất cả mọi việc như tiềm thức, đó là xác tín, là thành công tất cả mọi việc nhờ tiềm thức, nhờ tiềm thức. Rồi gieo lại, cả gieo lại những hạt mầm, hạt mầm, gieo lại những cái hạt mầm. Hạt mầm về, hạt mầm giống ở phía đằng trên này, hạt mầm về mình này. Mình phải tin mình này, không ai tin mình đâu, chỉ bản thân mình tin mình thôi. Rồi hạt mầm về tiền này, niềm tin về tiền, niềm tin về gia đình, niềm tin về mối quan hệ. Đó, như thế là chúng ta sẽ đi xong cái nội dung tiềm thức và của cải vật chất rồi. Chỉ cần anh chị em chúng ta hiểu sâu tất cả 6 cái bước như thế này, và chúng ta phân tích thêm nữa, đào sâu thêm nữa, ứng dụng nhiều nữa, thì chúng ta rất là an toàn về của cải vật chất của mình, và chúng ta còn thu hút nữa, đúng không? Giống như lúc này Phương chia sẻ với chúng ta ở cái điểm này này, giữ được tiền này, phát triển tiền và thu hút tiền. Thì nó nằm trong bộ công thức này rồi, 30 ngày.
kết hợp với 28 ngày lòng biết ơn nữa. Đó, rất là tuyệt vời ha. À, bây giờ chúng ta cùng với Phương mình thể thêm 10 phút nữa. Tối hôm nào chúng ta cũng vào trễ, chúng ta vào 9 giờ 30 mình bắt đầu, cho nên là chúng ta sẽ chắc chắn là chúng ta sẽ kết thúc 11 giờ. À, rất là tuyệt vời anh chị em chúng ta đã cùng đồng hành với Phương. Bây giờ mình cùng với Phương làm một quy trình đặt hàng vũ trụ. Đây là cái thời điểm thời khắc quan trọng nhất ha. Để anh chị em chúng ta cùng viết xong rồi thì mình đặt đặt bút xuống. Đặt bút xuống và đặt tay lên tim của mình ạ. Chúng ta đặt tay lên tim của mình nha. Anh chị em chúng ta nhìn sát màn hình, nhìn lên màn hình. Đặt tay lên tim của mình và tuyên bố 5 niềm tin hỗ trợ cho sức mạnh tiềm thức ạ. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc, tôi luôn đâu tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức, ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất là một. Tôi kiếm tiền bằng tiềm thức, tôi đầu tư gia tăng tài sản bằng tiềm thức, tôi là nam châm bù tiền và tài sản nhé. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. À, bước thứ hai, đặt tay lên tim của mình, tiếp tục làm đọc một bài tư duy triệu phú để mình tái thiết lập lại bản tài chính gốc trong tâm thức của mình. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc, tôi luôn chi cho bản thân trước, tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi, kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền và tài sản. Tôi kiếm dư thu nhập thường để chi trả cho giá trị sống mà tôi muốn. Tôi tự do về tài chính, tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả các công việc tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền để tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi tạo ra chính xác số lượng thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi tạo ra cuộc sống giàu có và dư dả. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là hạnh phúc, tiền giúp cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi là người cho đi rộng lượng và người đón nhận cực khôi. Tôi thực sự biết ơn về tất cả số tiền tôi đang có hiện nay. Các cơ hội phát tài đều đang đến với tôi. Khả năng kiếm dư số tiền và phát triển kinh doanh của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là nam châm bù tiền và tài sản nhất. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Tiếp tục. À, bước bỏ quỹ tự do tài chính thì chúng ta cần phải tự làm ha. À, tự làm. Rồi bước thứ tư là hình dung tưởng tượng bức tranh mục tiêu 30 ngày của mình và nghe bức tranh thôi miên 6 tháng. Chúng ta cũng tự làm liên tục trong ngày. Đó, bước thứ năm, chúng ta làm gì ạ? Chúng ta sẽ viết ra những cái mục tiêu nhỏ để mình huấn luyện thói quen cho tiềm thức. Vậy thì những cái mục tiêu nhỏ này nó nằm trong đơn đặt hàng vũ trụ của mình luôn. Bây giờ chúng ta cùng với Phương mình đặt hàng vũ trụ. Vậy thì đơn đặt hàng của vũ trụ chúng ta như như bình thường Phương hay chia sẻ với chúng ta đấy, thì chúng ta ưu tiên gì ạ? Ưu tiên cho cái mục tiêu của mình là mục tiêu lợi nhuận 30 ngày. Thì chúng ta mong muốn, chúng ta biết ơn, chúng ta cảm ơn số tiền lợi nhuận đó về với mình. Ví dụ như mình đặt mục tiêu lợi nhuận là 50 triệu tháng một ngày thì mình gì ạ? Đầu tiên mình cảm ơn 50 triệu đã về tài khoản của mình. Đúng không ạ? Mình cảm ơn tài khoản của mình đã đón nhận, đã sở hữu 50 triệu Việt Nam đồng lợi nhuận. Đó. Rồi gì ạ? Mục tiêu của mình là gì nữa? Mình viết ra và kết hợp với phương pháp nhiều màu là cảm ơn. Đúng không ạ? À, bây giờ chúng ta dành ra 5 phút chúng ta viết và thêm 2 phút chúng ta sẽ nhắm mắt thì dùng tưởng tượng. Bây giờ Phương với anh chị em chúng ta viết nha, 5 phút ha. Và bất ngờ, hãy thả lỏng tâm trí của bạn và buông bỏ những kỳ vọng để tiềm thức đón nhận dễ dàng hơn những tư duy giàu có mới này. Thường sau 1 đến 2 ngày, thậm chí chỉ sau 15 phút đã có kết quả. Nhưng bạn duy trì lắng nghe ít nhất trong vòng 28 ngày để có kết quả tốt nhất. Và bây giờ là lúc bạn nói chuyện với tiềm thức của chính mình. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi tin tưởng vào tiềm thức của tôi. Những gì trong tâm trí của tôi đều đã trở thành hiện thực. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc cực mạnh. Tôi đang rung động ở tần số
rung động ở tần số của năng lượng biết ơn. Tôi hạnh phúc với tất cả những gì tôi đang có. Tôi biết ơn với tất cả những gì mà tôi đang có. Tôi trân trọng mọi thứ tôi đang có. Tiền bạc, thành công và các cơ hội đang được hút mạnh mẽ và liên tục về phía tôi. Các cơ hội vây quanh tôi ở bất kỳ nơi đâu tôi có mặt. Tiền luôn được lưu thông trong cuộc sống của tôi. Tiền về với tôi mọi lúc, mọi nơi. Tiền về với tôi mỗi giây, mỗi phút. Tiền về với tôi không kể ngày đêm. Tiền về với tôi từ nhiều nguồn khác nhau. Tiền về với tôi từ nhiều hướng khác nhau. Tiền về với tôi bằng nhiều cách khác nhau. Tiền về với tôi nhiều hơn cả sự mong đợi. Năng lượng tiền bạc bao quanh tôi. Năng lượng giàu có bao quanh tôi. Năng lượng đủ đầy bao quanh tôi. Năng lượng hạnh phúc bao quanh tôi. Tôi luôn gặp may mắn trong mỗi việc tôi làm. Quý nhân luôn xuất hiện giúp đỡ đúng lúc tôi cần. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Tiền là người bạn tri kỷ của tôi. Tôi bình an và hạnh phúc khi có rất nhiều tiền. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cử khôi. Tôi sẵn sàng chia sẻ tiền bạc và giá trị của mình để giúp đỡ người khác. Tôi quản lý tiền của mình một cách xuất sắc. Tiền làm việc hết sức cho tôi và mang lại cho tôi ngày càng nhiều tiền hơn. Tiền về với tôi thật đúng lúc. Tiền về với tôi thật dễ dàng. Tiền về với tôi nhanh chóng. Tiền về với tôi dồi dào. Tiền về với tôi bất ngờ. Tôi biết ơn mỗi đồng tiền đã đến với tôi. Tôi biết ơn mỗi đồng tiền đang đến với tôi. Tôi trân trọng tiền. Tôi yêu tiền. Tôi biết ơn tiền. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi tin tưởng vào tiềm thức của tôi. Những gì trong tâm trí của tôi đều đã trở thành hiện thực. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc cực mạnh. Tôi đang rung động ở tần số của năng lượng tiền bạc. Tôi đang rung động ở tần số của năng lượng giàu có. Tôi đang rung động ở tần số của năng lượng thịnh vượng. Tôi đang rung động ở tần số của năng lượng hạnh phúc. Tôi đang rung động ở tần số của năng lượng biết ơn. Tôi hạnh phúc với tất cả những gì tôi đang có. Tôi biết ơn với tất cả những gì mà tôi đang có. Tôi trân trọng mọi thứ tôi đang có. Tiền bạc, thành công và các cơ hội đang được hút mạnh mẽ và liên tục về phía tôi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đặt tay lên tim của mình và chúng ta nhắm mắt lại. Chúng ta đặt tay lên tim và nhắm mắt lại để chúng ta hình dung tưởng tượng tất cả những cái đơn đặt hàng vũ trụ, những cái điều chúng ta mong muốn mình đã đạt được kết quả rồi ha. Chúng ta hình thành kết quả trong tâm trí của chúng ta trước ạ. Rồi, một khi mời toàn thể cả nhà nha. Tiền về với tôi từ nhiều hướng khác nhau. Tiền về với tôi bằng nhiều cách khác nhau. Tiền về với tôi nhiều hơn cả sự mong đợi. Năng lượng tiền bạc bao quanh tôi. Năng lượng giàu có bao quanh tôi. Năng lượng đủ đầy bao quanh tôi. Năng lượng hạnh phúc bao quanh tôi. Tôi luôn gặp may mắn trong mỗi việc tôi làm. Quý nhân luôn xuất hiện giúp đỡ đúng lúc tôi cần. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Tiền là người bạn tri kỷ của tôi. Tôi bình an và hạnh phúc khi có rất nhiều tiền. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người
người sẵn sàng chia sẻ tiền bạc và giá trị của mình để giúp đỡ người khác. Tôi quản lý tiền của mình một cách xuất sắc. Tiền làm việc hết sức cho tôi và mang lại cho tôi ngày càng nhiều tiền hơn. Tiền về với tôi thật đúng lúc. Tiền về với tôi thật dễ dàng. Tiền về với tôi nhanh chóng. Tiền về với tôi dồi dào. Tiền về với tôi bất ngờ. Tôi biết ơn mỗi đồng tiền đã đến với tôi. Tôi biết ơn mỗi đồng tiền đang đến với tôi. Tôi trân trọng tiền. Tôi yêu tiền. Tôi biết ơn tiền. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi tin tưởng vào tiềm thức của tôi. Những gì trong tâm trí của tôi đều đã trở thành hiện thực. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc cực mạnh. Tôi đang rung động ở tần số của năng lượng tiền bạc. Tôi đang rung động ở tần số của năng lượng giàu có. Tôi đang rung động ở tần số của năng lượng thịnh vượng. Tôi đang rung động ở tần số của năng lượng hạnh phúc. Tôi đang rung động ở tần số của năng lượng biết ơn. Tôi hạnh phúc với tất cả những gì tôi đang có. Tôi biết ơn với tất cả. Rồi, rất là tuyệt vời rồi. À, ngày hôm nay chúng ta thành công cái phi thường trọn vẹn hạnh phúc suốt cả ngày. À, Phương xin chúc mừng cho tất cả những thành công của toàn thể anh chị em chúng ta trong cái buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc cho toàn thể chúng ta ngủ thật là ngon trong ý niệm thành công giàu có, và chúng ta gặp nhau trong chương trình đọc sách buổi sáng ngày mai ha, với quyển sách rất là vi diệu, quyển sách dạy làm giàu hiệu quả nhất mọi thời đại, người giàu nhất thành Babylon, với cái sự chia sẻ rất là tâm huyết, với rất là nhiều góc nhìn từ toàn thể anh chị em chúng ta và đặc biệt từ chủ tịch câu lạc bộ chúng ta ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại chúng ta trong chương trình sáng ngày mai ạ. Bye bye cả nhà.